gì vậy trời? Mới ngủ một chút. Cướp cái gì? Ui, sáng giờ tao đi bán báo. Có thằng cướp nào nó ngu, nó tìm hai cái đứa bán báo nghèo. Sắc cũng không có, tao cướp cái gì? Trời ơi, xàm xàm quá. Mày buồn cười nhỉ? Em sao bảo mày nghe? Tao vừa mới đi gặp anh Onlyse về. Quen hả? Anh ấy bảo là anh sẽ sáng tác cho tao một bài gọi là Em Không Cần Quà. Hư cấu, thật là hư cấu. Tao dự định là tao sẽ quay một cái clip. Không, tao bút lên mạng. Chẳng mấy chút mà nổi tiếng mày ạ. Mày có vẻ hết được tưởng đấy. Đây, xuống đây anh nói cho chú nghe này. Gì? Chú là chú phải bỏ ngay cái ý định vào showbiz đi nha. Tao thấy vào showbiz dễ, cứ... Cỡ chú vào là loại liền. Không tin đúng không? Để anh kể cho chú nghe. Đi. Cái gì? Cứ đi theo anh thử đi á. Người thì người nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, đưa quân người người đọc vào bàn. Giang cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt. Chỉ một gì càng đau, khóc lóc về chuyện tình giờ giao. Trên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Dân cùng với đồng bào, thông tin đến nói con cào, bắt qua lời ra lời vào, một ngày mới nhốm nhau, nhốm nhau, nhốm nhau, wow 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 wow. Sao? Sáng mắt ra chưa? Có còn muốn vào showbiz không? Tao thấy bình thường. Lại bình thường, rồi cứ vào đi rồi biết. Sao? An phận bán báo đi. Ôi giời ơi, báo gì ngày nào rồi bán? Bán thì nhìn nào dễ. Đây này, đây này. Mày ơi, lại gì nữa đây? Cuộc thi tìm kiếm tài năng kết nối bạn và tôi 2016 mẹ. Đây, giải thưởng này, đây này, này. Giải thưởng này 600 triệu mẹ. Đấy, đưa. Tao là tao phải lấy 600 triệu này về. Tao làm một cái single mẹ, thể nào cũng nổi tiếng. Ôi, nghe khoai quá, thôi thôi thôi. Vô, vô, vô. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình truyền hình trực tiếp Tìm Chung Kết Kết Nối Bạn Và Tuổi 2016. Và kết nối chương trình của chúng ta sẽ xuất hiện một cặp đôi thí sinh rất rất dễ thương. Hai bạn ấy đã không quản đường xá xa xôi, đồi núi chập trùng, mưa dông lầy lội đã đến đây chung vui cùng với chúng ta. Chúng ta xin chào đón. Trước khi chào đón, cho tôi xin được thông báo. Cặp thí sinh mang mã số 07, các bạn hãy nhắn tin đến số 19XX. Trong đó, XX là số năm sinh của bạn và người bạn yêu. Nếu bạn không có người bạn yêu, không sao. Hãy lấy số năm sinh của bạn và người yêu của người yêu của bạn. Thôi, tự cảm thấy lầy lội quá đi hả? Thôi khỏi nhắn tin đi hả? Nào, chúng ta cùng chào đón bạn Lưu Thị Hải Yến, Hà Tiểu Vân. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. You back, 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 back it up and you drop it down low. Big, 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 big it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack, 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 stack it up and I'm spinning it all. When I throw, 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 throw it up. Working like Miley. Start working like Miley. Working like Miley. You got everybody in this club looking at you, girl.
party in this club, 'cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gonna rain, that's that sound. It's the shit that's got you like wild. And wanna let me beat, beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back, 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 oh. Pick it up and you drop it down low. Big, 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 big it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack, 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 stack it up, and I'm spinning it on. When I throw, 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 throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley, don't pop it like Miley. Chạy ra ngoài, tiền đâu mà tiền, đi bán báo. Báo đây. Lại báo.